Em Thảo Hoa Lan mến chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Phiên tối ngày 31 tháng 3 2019, em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228, 0965 495 087 ạ. Là hai cái số điện thoại của em Thảo nhé. Cô chú anh chị nếu mà buổi tối ngày hôm nay mà muốn sưu tầm cho mình một giò lan như thế này, là hàng kg thôi nhé, không phải là chậu như này đâu, thì có thể là em sẽ tặng cho cả nhà. Đây chính là kim điệp xuân này. Đây là hàng thanh lý của nhà em khi mà cái đợt trước Tết đó, cái đợt trước Tết em bán và nó không có biết hàng xấu xấu nên là em bấm lên. Thế này, nó đã lên cây này, đang có nụ này. Đó, em bấm lên trên dưới đĩa, nó rất là xinh đúng không ạ? Nó còn có rất là nhiều vòi hoa nữa, chưa mù nở nữa. Cô chú anh chị ở dưới miền xuôi thì chắc là nở hết rồi, bởi vì là cái dòng họ ở trên Lạng Sơn em trời rất là lạnh nên là bây giờ nó mới nở được bông này. Đó, đây là hàng kg, hàng đá dụng hết hoa rồi đây, nhìn này đây. Đó, khi mà hàng dụng hết hoa, bây giờ nó đang bật mầm này, đó. Nó dụng hết hoa thì cái cây của nó sẽ đương nhiên là nó sẽ bị mất nước và nó sẽ không còn được. Đây này, con đang bật mầm gốc này, nó không còn được mơn mởn như trước Tết nữa. Đó, em bán giảm giá ngày hôm nay chỉ còn có 150.000 một cân. Đó, cô chú anh chị má mua về muốn sưu tầm ạ, thì có thể là sưu tầm cho mình, có thể bảo em sẽ tặng cho cả nhà nhé. Đó, kim điệp xuân. Hoa nở vào mùa xuân, hoa rất là xinh đúng không ạ? Em vừa cho cả nhà xem mặt bông xong đấy ạ. Và đây chính là sơn thủy tiên này. Đó, sơn thủy tiên em bán ngày hôm nay hàng rất là nhiều thân tơ, và đặc biệt là hàng đang có nụ nữa. Có cây đang có nụ và có cây đang nứt nụ này. Đó, em bán giá là 280.000. Đó, đây cả nhà con nhìn thấy mặt bông của nó này. Đây, hai hàng này. Đó, 280.000, hàng rất là nhiều thân, rất là nhiều thân tơ này. Đó, đây, hạc vĩ này 150 một bó, tức là tương đương với là 1 cân là 300.000. Đó, 1 cân là 300.000. Hạc vĩ là một trong những cái dòng hoa muốn nó nở ít hoa thì cũng không được loại, bởi vì là cái dòng hoa này là một cái dòng hoa sai bông rất là nhiều, rũ xuống giống như là những cái tấm rèm của chúng ta đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó, em bán là 300.000 một cân. Và tiếp theo đây chính là dòng kim điệp nhựa, hay gọi là hoàng hạc đúng không ạ? Hoặc là kim điệp sáp, là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và được rất là nhiều cô chú anh chị sưu tầm. Đó, hàng nhà em lúc nào cũng có nhiều, bởi vì là cái dòng này được rất là nhiều cô chú anh chị sưu tầm. Đó, nên lúc nào em cũng lấy về bán. Em bán giá là giảm giá ngay hôm nay chỉ còn có 170.000 một cân thôi. Đó, cái dòng này thì lúc trên thị trường người ta có thể bán từ 200 đến 250 đấy ạ. Đó, mặt bông thì rất là xinh, mặt bông thì rất là thơm nữa, thơm nhất trong tất cả các dòng kim điệp luôn đây này. Đó, em bán là 170 này. Đùi gà dẹt thanh lý, đùi gà dẹt này em thanh lý đi còn có 170.000 một cân thôi. Đây, hàng đã, cả nhà lưu ý cho em nhé, một khi hàng nó đã rụng lá, nó đã cho hoa rồi thì cây của nó rất là yếu, và thứ hai nữa đó chính là cái cây của nó sẽ hơi còi, nên là mua vào giờ này, thời điểm này thì chúng ta chấp nhận theo cái quy luật của cây hoa lan thôi ạ. Nó không có vấn đề gì cả, nó vẫn bật bình thường nhá, nó vẫn bật bình thường. Và cô chú anh chị về chúng ta xử lý, ngâm nước vôi trong khoảng tầm 30 phút, hoặc là ngâm thuốc kích rễ khoảng 1 tiếng. Thì chúng ta kích rễ hoặc là B1 thì chúng ta sẽ vớt ra để ráo và chúng ta ghép luôn. Nhà em có bán B1, nếu mà cô chú anh chị nào mà mua hàng mà chưa có B1 thì có thể là em bán cho em một lọ 100ml có là 50.000 thôi. Tiếp theo đây chính là một cái dòng họ, một cái combo của gia đình em gồm có 10 loại hoa lan này. Dề điệp tách, cái gì đây? Hoàng phi hạc, kim điệp nhựa, hoàng lạp, phi điệp vàng, ngọc thạch ba màu, hạc vĩ, đùi gà dẹt, kim điệp xuân, kim điệp thơm, trầm vàng. Đó, em bán combo này 500.000, 10 loại hoa lan. Đó, em còn có một ít phi điệp vàng, em bán là 140.000 một cân. Đó, em bán thanh lý còn có một tí thôi, khoảng tầm 5 cân thôi. Đó, 140.000 một cân. Hoàng lạp,
Đó, hoàng lạp em bán 150.000 một cân hoàng lạp nhá, người em của Sơn Thủy Tiên đúng không ạ? Hàng cũng đã cho bông rồi nên là cái thân của nó sẽ hơi gầy một chút. Tuy nhiên rằng là không có vấn đề gì cả, bởi vì đây là cái quy luật thôi ạ, không có vấn đề gì, chúng ta vẫn ghép được lên. Và cái cây này nó rất là khỏe ạ. Hoàng thảo điệp cách. Đúng. Hoàng thảo điệp cách em bán là 150 một dề. Đó, 150 một dề đồng giá luôn, hạng đang rụng lá để cho bông đấy. Và chúng ta chắc chắn mua về chúng ta sẽ được chơi bông luôn, từng dề này. Em bán 150 một dề. Đó. Bình thường là dề từ 200 đến 250 đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giảm giá xuống rồi đấy ạ. Hoàng phi hạc em bán là 170.000 một cân. Đó, hoàng phi hạc nhá. Ngày mai em sẽ về thêm này, hoàng thảo vôi, về thêm đùi gà tròn, về một số mặt hàng nữa thì em sẽ quay và giới thiệu đến cả nhà nhé. Hoàng thảo trầm vàng là một trong những cái dòng hoa em bán rất là chạy, mặt bông cũng rất là xinh. Đây này. Đó. Đây. Đây là hoàng thảo điệp cách từng dề lúc nãy em vừa cho cả nhà xem nhé. Đó, em bán là 300.000 một cân, ngày hôm nay giảm giá xuống còn có 280.000 này. 280.000 một cân, cô chú anh chị mà yêu thích cái dòng hoa này thì có thể sưu tầm cho mình. Đó, hàng lần này về tươi hơn đợt trước rất là nhiều luôn, rất là tươi luôn này. Đó. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Hàng đã có rất là nhiều mầm rồi. 280.000 một cân. Hoàng thảo ngọc thạch. Ngọc thạch là ngọc thạch. Em bán là giảm giá còn có 180.000. Đó, hoàng thảo ngọc thạch nhé cả nhà nhé. 180.000. Và tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là phi điệp hồng ngọc thiên sứ này, cái cây của nó này, nhà con nhìn thấy này. Đó. Cái cây nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Em bán giảm giá em còn có vài chậu thôi. Em bán là 50.000 một cốc. Thanh lý luôn ạ. 50.000 một cốc thôi ạ. Mặt bông rất là xinh. Đây là mặt bông của nó này, rất là bay đúng không ạ? Đó. Hàng gieo hạt tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80% ạ. Đó. Còn một vài cốc trầm lai với phi điệp này. Em bán là 70.000 một cốc. Mặt bông của nó này, đây, hai dòng này lai với nhau nhá. 70.000 một cốc, trầm lai với phi điệp, trầm trắng lai với phi điệp ạ. Em còn có mấy con trâu này, gồm có 4 con trâu. Đó. 4 con trâu này. Có một con trâu nó bị lỗi ở lá này một chút, không có vấn đề gì cả. Đó. Ba cái con này em bán là 300 20.000 một con, 320.000 một con. Đó, con này em bán 300 này. Đó. Đây là châu Thái. Không phải châu Thái mà là châu rừng bóc trụ nhá cả nhà nhá. Bông của nó màu tím trắng rất là đẹp ạ. Và đây chính là phi điệp mắt đỏ hòa bình, là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Em bán là 70.000 một cốc, ngày hôm nay em bán chỉ có 70.000 một cốc thôi ạ, mắt đỏ hòa bình nhá cả nhà nhá. Đây là mặt bông của nó này. Em bán là 70.000 một cốc này. Hạc vĩ lai với phi điệp, hạc vĩ trắng lai với phi điệp trắng là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích ạ. Đó, em bán là 70.000 một cốc. Đó. Trầm blue này cả nhà có nhìn thấy không ạ? Mặt bông rất là đẹp đúng không ạ? Đây, hàng vừa mới về, cây dài khoảng từ 4 2 cho đến 4 cm này. Đó, trầm blue này. Em bán là 80.000 một cốc, trầm blue ạ. Đó, 80.000 một cốc nhá. Tên đấy chính là phi điệp bảo bảo, cả nhà có nhìn thấy nó đẹp không ạ? Trời ơi, nó rất là đẹp ạ. Em rất là mê cái mặt bông này. Đó. Em bán này. Đó, em bán là 75.000 một cốc. Đó. 75.000 một cốc, cốc dài dài từ 4 cho đến 5 cm đây cả nhà có nhìn thấy này. Đó, cái dòng bảo bảo này cực kỳ là xinh luôn, mặt bông của nó cả nhà có nhìn thấy này. Rất là đẹp luôn. 75.000 một cốc phải ạ. Đây, phi điệp này, 5 cánh trắng này. Đó. Cả nhà có nhìn thấy này. Đấy, 5 cánh trắng hồng, hồng Phú Thọ đúng không ạ? Đây là hàng gieo hạt và tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Đây, cái cây của nó. Cây nó nhỏ nhắn xinh xắn thôi nhá. Đó, dài khoảng từ 2 cho đến 4 cm. Đó, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Năm cánh trắng họng hồng cực kỳ là bay luôn. Đây, để trên sân. Và tiếp theo đây chính là kiếm đỏ này. Kiếm đỏ hàng của Thái em bán là 85.000 một cốc một thân và 95.000 một cốc hai thân.
Dòng kiếm đỏ này là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Đó, em mặt bông của nó thì cũng rất là đẹp, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của kiếm này luôn đây này. Đó, kiếm đỏ này là hàng cấy mô nhá cả nhà nhá. Hàng kiếm giống là một trong những cái dòng hoa được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích. Và cây kiếm giống này người ta ví giống như chúng ta trồng trồng một cây kiếm giống như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Nó sẽ phát triển rất là nhanh khi chúng ta cho nó ăn nắng ăn gió đầy đủ đúng không ạ? Đó, 85.000 một cây một cơ thân và 95.000 một cây hai thân. Tiếp theo đây là một vài cốc trồng cánh mai này. Đó, còn vài cốc thôi. Hàng nó đã thắt ngọn rụng lá. Em bán là đây mặt bông của nó này. Đó. Đây, em bán thanh lý đi còn có 60.000 một cốc này. Và đây em còn có này, còn có 8 cốc nhạn này. 8 cốc nhạn này em bán là 60.000 một cốc này. Đó. Trầm, những cái bảng trầm của gia đình em này. Đó, những cái bảng trầm của gia đình em. Hàng đã rụng lá gần như là hết rồi, để cho bông rồi đấy ạ. Đó, hàng đã rụng lá thì hết để cho bông rồi. Đó, cây cũng có cây đang bật mầm gốc rất là nhiều. Em bán là 200.000 một bảng nhá cả nhà nhá. 200.000 một bảng trầm ạ. Đó, hàng đang chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Đó, hàng đang bật nụ luôn. 200.000 một bảng ạ. Trầm tím, mặt bông rất là thơm đúng không ạ? Đó, bảng trầm này rất là đẹp ạ. Em cảm ơn cả nhà mình đã đón xem video của em Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Hàng về muộn nên là em mới, bây giờ em mới quay được để giới thiệu đến cả nhà đấy ạ. Cô chú anh chị đăng ký kênh của em Thảo bằng cách ấn vào chữ đăng ký, rồi sẽ hiện lên cái chuông thông báo thì cả nhà sẽ nhận được thông báo luôn đấy ạ. Cô chú anh chị, em cảm ơn cả nhà mình đã đón xem video của em Thảo và luôn luôn ủng hộ shop gia đình của em Lan Rừng Chu Thảo. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo ạ.